Chiều ngày 15 tháng 10, tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Rafaelson Fernandes được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Đi cùng Xuân Son tới Sở Tư pháp là vợ của tiền đạo này. Bà xã Xuân Son cũng là người Brazil. Ngay sau khi chính thức nhận quyết định, Xuân Son chia sẻ, "Cả gia đình tôi đang sống ở Việt Nam. Với tôi đây là quê hương thứ hai. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực để cống hiến cho bóng đá Việt Nam." Xuân Son Rafaelson sinh năm 1997 tại Brazil. Anh sang Việt Nam và lần đầu khoác áo Nam Định từ năm 2020. Thời gian đầu, Xuân Son thi đấu khá chật vật do chưa thích nghi với khí hậu Việt Nam. Sau thời gian dạt sang Đà Nẵng và Bình Định, cầu thủ nhập tịch mới bùng nổ trước khi trở lại Nam Định và sắm vai ngòi nổ chủ lực giúp đội vô địch V.League. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, Xuân Son được câu lạc bộ Nam Định hỗ trợ các thủ tục nhập tịch Việt Nam trước thềm mùa giải 2024-2025. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Xuân Son chưa ghi bàn sau 4 vòng V-League. Nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập, Xuân Son có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.